áp viên sách, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay áp viên sách. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Ở trong chương trình ngữ văn 9 trung học cơ sở thì cô và các em đã làm quen với tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, một tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Dữ. Và cái chuyện người con gái Nam Xương đấy được trích ra từ tập truyền kỳ Mạn Lục. Và trong cái tập truyền kỳ Mạn Lục đấy có hai nội dung chính tiêu biểu nhất. Thứ nhất là ca ngợi và cảm thông cho những số phận, những con người phụ nữ bất hạnh. Và cái điều này đã được thể hiện rất rõ ở trong chuyện người con gái Nam Xương. Cái thứ hai là ca ngợi những cái người nho sĩ trí sĩ ẩn dật đã vì dân chúng mà đứng lên chống lại những cái gian tà gian ác. Và cái điều này sẽ được thể hiện trong bài học ngày hôm nay, đó chính là chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Tản Viên từ phán sự Lục, trích trong truyền kỳ Mạn Lục. Và để tìm hiểu bài học thì chúng ta cần đi đến với cái bước đầu tiên, đó chính là tìm hiểu chung. Trong tìm hiểu chung thì chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về tác giả cũng như là tác phẩm để thấy một phần nào đó, để khi mà tìm hiểu kỹ về nội dung từng phần thì sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Thứ nhất là về tác giả, Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh năm mất, thế nhưng người ta xác định ông sống vào khoảng thế kỷ thứ 16, quê ở Hải Dương. Cái thứ hai, ông xuất thân trong một cái gia đình khoa bảng, cụ thể là cha của ông đã đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh Tông. Cái thứ ba là ông là một học trò của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, đã từng đỗ hương tiến sĩ cử nhân. Vậy là ở đây chúng ta thấy được ông đã tiếp nối cha của ông, tiếp nối trên cái con đường học hành, sự nghiệp học hành, đúng không? Và sau khi đã đỗ tiến sĩ thì ông từng làm quan, nhưng không bao lâu thì lui về ẩn dật với cái lý do là về chăm dưỡng, phục dưỡng mẹ già. Cái thứ tư ở trong con người tác giả, đó chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, đó chính là truyền kỳ Mạn Lục, thể hiện rõ quan điểm sống và tấm lòng của ông với cái cuộc đời. Vậy cái quan điểm sống và tấm lòng của ông với cuộc đời thì hiện qua cái chuyện truyền kỳ Mạn Lục như thế nào? Thì bây giờ cô và các em chuyển sang phần thứ hai, đó chính là tìm hiểu về truyền kỳ Mạn Lục. Thứ nhất là về truyền kỳ Mạn Lục, đó chính là về thể loại. Thể loại ở đây là chính là truyền kỳ, là thể văn xuôi tự sự thời trung đại. Các em nhớ nhá, nó là thể văn xuôi chứ không phải thể thơ. Ở thời trung đại tức là nó ra đời và được sáng tác và lưu hành rất là nhiều trong thời kỳ trung đại, phản ánh hiện thực qua những cái yếu tố kỳ lạ hoang đường. Vậy thông qua những cái yếu tố kỳ lạ hoang đường này, chúng ta sẽ tìm ra được cái cốt lõi, cái giá trị cốt lõi nhất của hiện thực. Và thông qua cái giá trị cốt lõi này của hiện thực thì chúng ta sẽ thấy được quan niệm và thái độ của tác giả mà ông muốn bày tỏ thông qua cái tác phẩm của mình. Các em quan sát trên bảng, đây chính là bìa sách truyền kỳ Mạn Lục được nhà xuất bản Nhã Nam phát hành. Và bên cạnh cái thể loại này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó chính là số lượng tác phẩm ở trong truyền kỳ Mạn Lục. Số lượng tác phẩm ở đây là chính là 20 truyện và ngôn ngữ chính ở đây là bằng chữ Hán. Các em lưu ý bằng chữ Hán. Vậy cái tác phẩm mà chúng ta học trong sách giáo khoa đã được dịch ra sang chữ Nôm tiếng Việt. Tiếp đến là hoàn cảnh sáng tác nửa đầu thế kỷ thứ 16. Tiếp đến là nhan đề truyền kỳ Mạn Lục. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu rõ truyền kỳ là gì, Mạn Lục là gì. Các em quan sát trên bảng, đây chính là mặt chữ Hán của bốn chữ truyền kỳ Mạn Lục. Đầu tiên là truyền kỳ, nó là loại truyện có yếu tố ly kỳ hoang đường. Cái loại này chúng ta đã giải thích rất rõ ở bên trên. Cái thứ hai là mạn, mạn ở đây là tàn mạn. Cái thứ ba là lục, lục là sao lục, là sao chép, là ghi chép. Vậy truyền kỳ Mạn Lục ở đây có nghĩa là ghi chép các chuyện ly kỳ tản mạn của dân chúng. Tức nghĩa là câu chuyện này ông ghi chép lại những cái điều diễn ra xung quanh của cuộc sống nhân dân, và bên để ghi chép cái điều đó ông đã truyền tải chúng thông qua những cái câu chuyện ly kỳ kỳ ảo. Phần tiếp theo ở trong cái truyền kỳ Mạn Lục đó chính là về nội dung. Vậy cái điều gì, cái quan điểm gì mà tác giả muốn thể hiện thông qua cái tập truyện này? Thứ nhất là hiện thực xã hội đương thời, ông muốn phản ánh những cái mặt tối, những cái thói quen tệ nạn xấu trong xã hội thông qua cái tập truyện của mình. Cái thứ hai là cái số phận con người. Trong cái tác phẩm của ông có rất nhiều số phận, tiêu biểu nhất đó chính là những số phận của những con người nhỏ bé,
không có tiếng nói trong xã hội xưa, đó là những người phụ nữ. Số phận thứ hai và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy đó chính là những cái người nho sĩ trí thức đã đứng lên chống lại gian tà. Điều thứ ba ở trong nội dung đó chính là tinh thần dân tộc. Vậy tinh thần dân tộc ở đây là gì? Tinh thần dân tộc ở đây đó chính là bộc lộ niềm tự hào về nhân tài, văn hóa nước Việt, đề cao đạo đức nhân hậu, thủy chung đồng thời khẳng định quan niệm sống lánh đục về trong của lớp trí thức ẩn giật đương thời. Vậy tức nghĩa là trong cái tập truyện này ông đã nhấn mạnh những cái vẻ đẹp, nét đẹp của con người Việt Nam thông qua, đúng không? Thông qua cái tập truyện này nhấn mạnh cái điều đó. Bên cạnh nội dung chúng ta sẽ đến với nghệ thuật. Nghệ thuật của cái truyền kỳ Mạn Lục ở đây là gì? Là có sự tham gia của yếu tố hoang đường kỳ ảo. Đương nhiên rồi, cái hoang đường kỳ ảo này là một trong những cái yếu tố chính làm nên cái thể loại truyền kỳ. Là thế nhưng cái yếu tố kỳ ảo này không được ông đưa hết cả vào bừa đâu ông lấy đó, mà để có những cái tập truyện xuất sắc này ông đã phải có sự sáng tạo trau chuốt gọt rũa của chính bản thân mình để chọn ra những cái chi tiết kỳ ảo đặc sắc. Nhờ cái chi tiết kỳ ảo đặc sắc đấy nó mới thể hiện rõ được cái nội dung, cái giá trị cốt lõi hiện thực mà ông muốn bày tỏ ra. Qua đây chúng ta có thể khẳng định rằng truyền kỳ Mạn Lục là một tác phẩm vừa có giá trị hiện thực lại vừa có giá trị nhân đạo. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái tập truyện truyền kỳ Mạn Lục, chuyển sang phần thứ 3 trong tìm hiểu chung, đó chính là tác phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ học chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên. Thứ nhất là về xuất xứ, nó chính là chương thứ 8 trong truyền kỳ Mạn Lục. Cái thứ hai là về thể loại truyền kỳ, cái này chúng ta đã phân tích rất rõ ở trong cái truyền kỳ Mạn Lục. Cái thứ ba đó chính là bố cục. Bố cục của tác phẩm được chia làm 4 phần, các em quan sát. Phần đầu tiên là từ đầu, Ngô Tử Văn cho đến không cần gì cả. Phần này có mục đích gì? Phần này là giới thiệu về việc Ngô Tử giới thiệu về con người Ngô Tử Văn và cũng giới thiệu về hành động đốt đền tả của chàng. Phần thứ hai là từ đốt đền xong cho đến khó lòng thoát nạn. Phần này cho chúng ta thấy Tử Văn gặp hồn ma tên Bách Hộ Thôi và Thổ Công. Phần thứ ba là Tử Văn vâng lời cho đến tan tành ra như cám vậy. Phần này cho chúng ta thấy Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh Ti trước Diêm Vương. Phần cuối cùng là phần thứ tư, phần còn lại cho chúng ta thấy Tử Văn đã thắng lợi trở về và nhận chức giản viên. Vậy các em quan sát 4 phần ở trên này cũng chính là 4 phần mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn ở trong phần tìm hiểu chung, ở trong phần đọc hiểu văn bản. Tiếp, cái bố cục đó chính là phần tóm tắt. Bây giờ các em quan sát ở trên sơ đồ, cô đã tóm tắt cái tác phẩm này bằng cái sơ đồ như sau. Đầu tiên là Ngô Tử Văn. Chàng được giới thiệu trong sách giáo khoa là một người khẳng khái chính trực. Một hôm nghe thấy có chuyện bất bình ở cái đền, chàng đã đi đốt đền. Đền này của ai? Là Bách Hộ Thôi, một hồn ma tướng giặc ở bên Trung Quốc. Sau khi thấy đền của mình bị đốt, hắn ta đã đe dọa Ngô Tử Văn. Không chỉ đe dọa không, hắn còn kiện, đòi kiện Ngô Tử Văn ở âm phủ. Và sau khi kiện đó, đưa ra những cái lời lẽ đe dọa đó, hắn, cái tên hồn ma Bách Hộ Thôi đã đùng đẳng bỏ đi. Và bên này Ngô Tử Văn đã gặp Thổ Công. Thổ Công đã mách cho Ngô Tử Văn những cái cách đối phó, chỉ ra cái tật xấu của những cái điều xấu mà cái Bách Hộ Thôi này đã làm. Và không chỉ ra cái những cái tật xấu đấy thì Thổ Công còn hướng dẫn, còn chỉ mách cho Ngô Tử Văn cách đối phó với cái tên này ở dưới Minh Ti. Tiếp đến trong cái câu chuyện đó chính là Ngô Tử Văn với cả Bách Hộ Thôi gặp nhau ở dưới Âm Ti đối chất với cả Diêm Vương. Và khi xuống dưới Diêm Vương này thì Ngô Tử Văn đã một mực dũng cảm nói lên cái sự thật, chỉ ra những cái điều xấu xa mà cái hồn ma tên tướng giặc này đã thực hiện. Và Diêm Vương có vẻ nghi ngờ điều đó nên Diêm Vương đã cử người đi kiểm tra. Và sau khi xác thực được cái việc Ngô Tử Văn là điều là nói chính xác, là Ngô Tử Văn đã nói ra những cái điều đúng đắn, thì Diêm Vương đã cho Ngô Tử Văn sống lại. Còn cái tên Bách Hộ Thôi, cái hồn ma tên tướng giặc thì bị làm sao? Thì bị trừng phạt. Và sau khi được sống lại thì Ngô Tử Văn còn được làm cái chức phán sự đền tảng viên. Vậy các em quan sát, đây là một cái sơ đồ thể hiện khái quát nhất cái nội dung
của cái tác phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học. Sau khi đã tìm hiểu xong cái nội dung chính thì bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó chính là đọc hiểu văn bản. Trong phần này cô và các em sẽ cùng nhau lần lượt đi tìm hiểu những cái nội dung chính, những cái nét chính ở trong tác phẩm này. Khi mà các em đọc cái tác phẩm này thì các em dễ dàng nhận ra cái nhân vật chính mà chúng ta cần tìm hiểu trong tác phẩm này, đó chính là hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn. Vậy phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái điều, những cái sự kiện, sự việc xảy ra xung quanh nhân vật của chúng ta, Ngô Tử Văn. Đầu tiên là cái cách giới thiệu nhân vật. Ở trong cái tác phẩm Chuyện Chức Phán Sự Điền Tản Viên này thì cách giới thiệu nhân vật trực tiếp, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Và cái điều này nó giống như cái phương pháp truyền thống của văn học trung đại. Và nếu mà so sánh với thời kỳ văn học hiện ngày nay, văn học hiện đại, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt rất là lớn. Và thế thì trong cái chuyện này nó giới thiệu như thế nào? Đầu tiên đó chính là tên Ngô Tử Văn, tên là Soạn. Cái thứ hai là quê quán, huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Cái thứ ba là tính cách khẳng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà không chịu được. Cái thứ tư đó chính là danh tiếng của chàng Ngô Tử Văn ở cái vùng đất mà chàng sinh sống. Người vùng Bắc khen là người có tính cương trực. Vậy các em quan sát ở trong cái tính cách hay là cái danh tiếng của Ngô Tử Văn luôn luôn xuất hiện cái cụm từ khẳng khái, nóng nảy, cương trực. Tức nghĩa là chàng không thể chịu được cái sự gian tà xảy ra trước mắt, không chịu được cái sự bất bình đó. Vậy qua cái cách giới thiệu này chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy rằng tác giả Nguyễn Dữ đã giới thiệu cụ thể rõ ràng tên tuổi, quê quán cũng như là tính cách một cách trực tiếp, ngắn gọn, khiến người đọc tin tưởng vào sự thật của nhân vật này. Bởi vì giới thiệu rõ tên là gì, quê ở đâu, tính cách như thế nào, được mọi người xung quanh đồn thổi như thế nào, cho chúng ta thấy Ngô Tử Văn không chỉ là một cái nhân vật ở trong cái chuyện ly kỳ nữa, mà Ngô Tử Văn giống như là một người thật đang tồn tại vậy. Và cái việc hướng người đọc vào cái sự thật của nhân vật cũng đồng thời hướng người đọc vào cái những cái hành động nhân nghĩa của chàng. Hành động nhân nghĩa của chàng là gì? Đó chính là hành động Ngô Tử Văn đốt đền tà. Đầu tiên là chúng ta phải đi tìm hiểu nguyên nhân chàng đốt đền là gì. Nguyên nhân đó chính là đây là cái đền ma của bách hộ thôi ám, làm yêu làm quái trong nhân gian. Cũng như là cái phần giới thiệu ban đầu thì chàng không thấy được, không bình tĩnh, không thể chịu được cái cảnh gian tà. Và khi mà thấy cái việc tên hồn ma, tên tướng giặc này đã làm yêu làm quái trong dân gian, chàng không chịu được, chàng đã trực tiếp đi đốt đền. Cái tiếp theo đó chính là cái cách thực hiện, cách thực hiện đốt đền của chàng. Bước chuẩn bị là tắm gội sạch sẽ khấn trời. Tại sao lại là tắm gội sạch sẽ khấn trời? Qua cái việc tắm gội sạch sẽ khấn trời này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy được chàng đang mang trong mình một cái thái độ tôn kính, một cái sự nghiêm túc. Chàng đang thực hiện một cái việc trong sạch, một cái việc thanh trừng cái tàn ác trong dân gian để đem lại cái cuộc sống thanh bình cho nhân dân, đúng không? Vậy nên cái việc mang trong mình một thái độ tôn kính, nghiêm túc với cái việc mình làm là hoàn toàn có lý. Bên cạnh cái việc chuẩn bị, đó chính là cái hành động châm lửa đốt đền. Khi mà chứng kiến cái cảnh Ngô Tử Văn châm lửa đốt đền thì dân làng ai ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, lo sợ. Nhưng Tử Văn thì làm sao? Vung vẩy, không cần gì cả, mọi người không cần lo, bởi vì chính chàng cảm thấy rằng việc chàng làm là đúng, không hề sợ hãi điều gì. Cái thái độ dứt khoát này, cái bất chấp hậu quả xấu cho bản thân này cho chúng ta thấy rằng cái tính tình cương trực, khẳng khái mà được giới thiệu ngay ban đầu hoàn toàn đúng, áp đúng vào con người của Ngô Tử Văn, không lệch đi một chút nào. Và qua cái việc thực hiện, từ cái việc chuẩn bị cho đến châm lửa đốt đền, cho chúng ta thấy rằng đây là một cái hành động có ý thức của Ngô Tử Văn, bởi vì chàng ý thức được rằng ngôi đền đấy đang gây ra những cái điều xấu cho nhân dân, cho những người sống xung quanh, nên chàng đốt đền. Và cái điều này chúng ta sẽ đánh giá là không hề đáng trách, vì hợp lòng dân, vì cái ý định cao cả đó chính là mang lại cái bình yên cho nhân dân, đúng không? Tiếp đến cái ý nghĩa mà chàng đốt đền, đầu tiên là thể hiện cái tính cương trực dũng cảm vì dân trừ bạo, để bổ sung cho những cái giới thiệu ở ban đầu.
Cái phần giới thiệu ban đầu đã cho chúng ta thấy rằng Ngô Tử Văn là một người rất là thật rồi. Thế nhưng khi bạn đến được cái hành động này, chúng ta đã thấy Ngô Tử Văn càng thật hơn. Và những cái tính cách của chàng không thể là cái sự miêu tả giả dối bên ngoài được, mà đã miêu tả đúng đắn cái bản chất con người của chàng. Cái thứ hai đó chính là thể hiện tinh thần dân tộc, quyết tâm trừ hại cho dân, bảo vệ thổ thần nước Việt. Bởi vì bản thân cái tên hồn ma tướng giặc đấy là ở bên Trung Quốc sang xâm lược, và sau khi chết tại đất Việt Nam thì lại tiếp tục làm yêu làm quái ở đất Việt Nam. Vậy khi mà chứng kiến cái cảnh bất bình đó thì cái tinh thần dân tộc ở trong Ngô Tử Văn cũng như là bản thân tác giả cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bất khuất trước những cái hành động đó, đúng không? Bên cạnh, sau khi tìm hiểu xong cái ý nghĩa thì chúng ta sẽ thấy rằng sau khi mà đốt đền, một ngôi đền lớn như thế mà cái chủ nhân của ngôi đền đấy lại là một tên hồn ma vô cùng độc ác, thì cái hậu quả để lại cho Ngô Tử Văn là không hề nhỏ. Hậu quả dành cho chàng đó chính là bị tai vạ, bị chết xuống âm ti gặp Diêm Vương. Cái sự kiện bị chết xuống âm ti gặp Diêm Vương này sẽ diễn ra ở những cái phân tích phần sau. Nhưng nhắc ở đây để cho các em thấy rằng hậu quả mà chàng Ngô Tử Văn phải gánh là không hề nhỏ, rất là lớn. Cái tiếp theo đó chính là sự kiện xảy ra sau khi đốt đền. Đầu tiên là Tử Văn thấy khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng, sốt rét. Tuy nhiên là cái sự kiện đầu tiên sau khi đốt đền là sức khỏe của chàng bị ảnh hưởng lớn. Chàng đang cảm thấy rất là bị ốm, đúng không? Ốm rất là vật vã, rất là đau đớn. Cái thứ hai là có một người cao lớn, khôi ngô, đội mũ trụ đến đòi làm trả lại đền. Cái người này chính là ai? Đó chính là hồn ma tên tướng giặc. Hắn ta đến để đòi lại cái ngôi đền mà Ngô Tử Văn đã đốt. Người thứ ba, sự kiện thứ ba, đó chính là một con người khác xuất hiện, là một ông già áo vải, mũ đen, phong độ nhàn nhã, đến tỏ lời mừng và kể rõ đầu đuôi sự việc. Đây chính là Thổ Công. Sau ba cái sự kiện này xảy ra, lần lượt sự kiện thứ nhất, sự kiện thứ hai, sự kiện thứ ba, thì Thổ Công đã giúp đỡ và ủng hộ cho hành động của Tử Văn. Và nhờ có Thổ Công sẽ khiến cái niềm tin trong Tử Văn ngày càng cao hơn rằng cái hành động đốt đền của chàng là hoàn toàn đúng đắn. Và nhờ cái sự đúng đắn đó, chàng đã được Thổ Công giúp đỡ đưa ra những cái phương pháp, những cái mánh khóe có thể giúp chàng thắng ở dưới cái cuộc gặp ở dưới Diêm Vương, đúng không? Bên sau cái sự kiện Ngô Tử Văn đốt đền, chúng ta sang phần thứ 3 ở trong phần 1 là C, Ngô Tử Văn đối chất với hồn ma tướng giặc và tổ thần. Và thổ thần, đây chính là cái đoạn hội thoại. Đầu tiên là Ngô Tử Văn sẽ hội thoại với hồn ma tướng giặc. Thứ hai là sau khi hồn ma tướng giặc đi rồi thì Ngô Tử Văn sẽ hội thoại với cả thổ thần. Đầu tiên là cuộc đối mặt với hồn ma tên tướng giặc phương Bắc. Các em quan sát, ở đây có 3 hành động: trách mắng, đòi trả đền, đe dọa. Vậy cái việc trách mắng này, đòi trả đền này, đe dọa, Ngô Tử Văn cho chúng ta thấy rằng tướng giặc là một kẻ hống hách, ngang ngược. Và cái điều này nó sẽ thể hiện như thế nào? Cái từ trách mắng này: nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao? Cớ gì lại khám khinh nhờn, hủy tượng đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ nương tựa, oai linh không có nơi hiển hiện. Vậy bảo làm sao bây giờ? Đòi trả đền, biết điều thì dựng trả ngôi đền như cũ, nếu không vô cớ hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ. Và cái việc đe dọa này, cái tên tướng giặc còn đe dọa: phong đô không xa xôi gì, ta tuy hèn há lại không đem đổ nhà ngươi đến đấy, không nghe lời ta thì rồi sẽ biết phong đô đây chính là âm ti nơi gặp Diêm Vương. Vậy tên tướng giặc trách mắng những cái lời thậm tệ này, đòi trả đền này, đe dọa nếu mà không trả đền thì ta sẽ đem ngươi xuống gặp Diêm Vương. Và qua cái ba cái hành động nhỏ này thôi, chúng ta thấy tên tướng giặc là vô cùng hống hách ngang ngược. Thế nên là qua cái tính cách hống hách ngang ngược này, chúng ta để thấy là cái việc làm yêu làm quái là vô cùng phù hợp với cái bản tính, bản chất của hồn ma tên tướng giặc. Bên cạnh hồn ma tên tướng giặc thì chúng ta sẽ quan sát thái độ của Ngô Tử Văn. Đầu tiên là mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên, không quan tâm đến những cái lời gì, không quan tâm đến cái lời mà tên hồn ma tướng giặc đang nói. Cái thứ hai là biết rõ sự thật, tự tin vào việc mình làm. Bản thân Ngô Tử Văn đã thấy rõ
đã thấy rõ được cái bản chất xấu xa của hồn ma tên tướng giặc, và chàng tin rằng cái hành động đốt đền đấy, cái hành động chấm dứt cái việc làm yêu làm quái của tên tướng giặc đấy là một hành động đúng đắn, và chàng tin ở bản thân của mình. Và qua đây là một thái độ điềm nhiên, không sợ trước những cái lời đe dọa của hung thần. Đối lập, một bên hống hách ngang ngược đưa ra những lời đe dọa, còn một bên thì điềm nhiên coi đấy không là gì cả, bởi vì biết rằng cái hành động của mình là đúng, thế nên là mình không sai, mình không phải sợ trước những cái điều mà hắn ta đang đe dọa. Cái thứ hai, sau khi đối mặt với cái tên hổ ma tên tướng giặc xong thì Ngô Tử Văn đã đối mặt với thổ công đất Việt. Chúng ta sẽ quan sát cái sơ đồ sau. Trong cái lời hội thoại có hai nhân vật đúng không? Thổ công và Ngô Tử Văn. Thứ nhất là Thổ công đã tỏ lời mừng với Ngô Tử Văn. Nghe thấy việc làm rất thú của nhà thầy, vậy xin đến để tỏ lời mừng. Khi mà Thổ công nói như thế thì Ngô Tử Văn đã kinh ngạc. Thế người đội mũ trụ đến ban nãy chẳng phải Thổ công đấy ư? Sao nhiều thần quá vậy? Và khi mà kinh ngạc là bản thân Ngô Tử Văn kinh ngạc rằng không biết ai là thần thật, ai là thần giả, thì Thổ công đã đưa ra kể lại sự việc bị hại của mình. Cái việc kể lại này đã sẽ cho Ngô Tử Văn thấy rõ ai mới là kẻ xấu, và cái kẻ xấu đấy đó là làm những việc gì. Đây, cụ thể như sau. Ở trang 57 các em quan sát thì cái phần ông già nói cho đến hết đã vài năm nay chính là cái phần kể lại sự việc bị hại của mình. Ồ, đấy là viên tướng bại trận của Bắc Triều, cái hồn bơ vơ ở Nam Quốc, tranh chiếm miếu đền của tôi, giả mạo họ tên của tôi, quen dùng trước dối lừa, thích làm trò thảm ngược. Thượng đế bị nó bưng bít, hạ dâng bị nó quấy dày, phàm những việc hưng yêu tác quái đều tự nó cả, chứ có phải tôi đâu. Xin kể đầu đuôi để nhà thầy nghe. Tôi làm chức ngự sử đại phu từ đời vua Lý Nam Đế. Vì chết về việc cần vương mà được phong ở đây, giúp dân độ vật đã hơn 1.000 năm nay. Khi nào tôi lại làm những cái việc gieo tai rắc vạ để kiếm miếng ăn như tên giặc giảo hoạt kia đã làm. Gần đây vì tôi thiếu sự đề phòng, bị nó đánh đuổi nên phải nương tựa ở đền Tán Viên đã vài năm nay. Vậy thông qua cái sự việc mà Thủ công kể, các em thấy được rằng bản chất của tên hồn ma tên tướng giặc là một kẻ độc ác, tàn ác đúng không? Lừa dối đã chiếm cướp đoạt ngôi đền của Thủ công. Sau khi nghe Thủ công trình bày thì Tử Văn đã căn vặn Thổ công xem hắn có thực là tên hung thần có thể gieo vạ cho tôi không. Tức nghĩa là Tử Văn đang thắc mắc rằng liệu khi mà xuống Diêm Vương, bản thân hắn có thể đem lại những cái điều xấu gieo vạ cho bản thân Tử Văn không. Thì lúc này Thổ công đã căn dặn Ngô Tử Văn rằng những điều cần làm khi phải đối phó với tên hung thần, và trong cái cuộc đối chất của Diêm Vương dưới âm phủ, tức nghĩa là khi xuống dưới thì khi mà Minh Ti tra hỏi thì ông già dặn rằng thầy cứ khai ra những lời nói của tôi, nếu hắn chối thầy kêu xin tư giấy đến đền Tản Viên, tôi sẽ khai rõ thì nó phải đớ miệng, nếu không như thế thì tôi sẽ đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn. Thế nghĩa là Thổ công đã tự mình đứng ra làm nhân chứng thứ ba để giúp cho cái hành động của Ngô Tử Văn thực hiện đốt đền đấy là một hành động đúng đắn. Vậy thông qua cái cuộc đối chất này, chúng ta có thể thấy rằng Thổ công là một đồng minh sẽ giúp cho Tử Văn trên con đường đi vạch trần cái ác. Và qua cái việc đối chất này phản ánh một thực tế đã được kẻ hóa, đó chính là hiện tượng thần thánh ở các đền miếu gần xung quanh tham của đốt nóc. Tuy nhiên là những cái thần miếu xung quanh đã được tác giả kỳ hóa lên bản chất những cái thần thánh ở các đền miếu gần xung quanh được kỳ hóa kỳ ảo thành những kỳ ảo bởi cái sự thật cốt lõi đây chính là ám chỉ những cái vị quan, những cái người quan đã tham của đút lót của nhân dân, tham của đút lót của những cái người có nhiều tiền để chèn ép những cái kẻ có ít tiền hơn, những cái số phận nhỏ bé trong xã hội không có tiếng nói. Vậy qua đây Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ đầy bản lĩnh, không khiếp sợ trước gian tà, bản thân biết cái sự việc gian tà ở trong dân gian đã đi đốt đền. Sau khi đốt đền xong, đối diện với cái tên hồn ma tướng giặc đấy, chàng vẫn không hề sợ, vẫn thản nhiên
bình tĩnh, điềm tĩnh đón nhận những cái hậu quả đấy đến với bản thân mình, đúng không? Vậy kết thúc cái phần Ngô Tử Văn đối chất với hồn ma, tướng giặc và thổ thần, chúng ta chuyển sang phần thứ tư. Phần thứ tư nhỏ trong cái phần hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn đó chính là Ngô Tử Văn đối chất ở Minh Ti. Điều đầu tiên trong cái cuộc đối chất ở dưới Minh Ti, chúng ta phải quan sát cái cảnh âm phủ, cái cảnh mà Ngô Tử Văn bị lôi xuống. Đầu tiên là quỷ sứ lôi đi, nhà có thành sắt cao vọi đến mấy chục trượng, sông lớn gió tanh sóng xám, vạn quỷ dạ xoa mắt xanh tóc đỏ nanh ác, và cuối cùng là cái hình ảnh Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn bị khép vào tội sâu ác nặng, phải dùng gông dài thừng lớn gông chói trải đi giải đi. Vậy đầu tiên này, quỷ sứ lôi đi cho chúng ta một cái hình dung là Ngô Tử Văn đang phạm một cái tội rất là lớn, như kiểu chuẩn bị tử hình lôi ra pháp trường, hạ có hai người lính ở hai bên kéo ra pháp trường. Nhà có thành sắt cao vọi, tuy nhiên là không gian ở dưới Minh Ti là vô cùng rộng lớn, điều này khiến Ngô Tử Văn của chúng ta trở nên nhỏ bé. Sông lớn, gió tanh sóng sáng, thiên nhiên ở dưới đây cũng vô cùng dữ dội. Vạn quỷ dạ xoa với cái hình thù khác kỳ lạ, ghê sợ, vô hình chung là đang nhằm đe dọa đến Ngô Tử Văn, đe dọa đến cái tinh thần của Ngô Tử Văn. Liệu những cái thứ này có khiến Ngô Tử Văn trùng bước hay không thì chúng ta sẽ phải quan sát cái diễn biến, cái cuộc đối chất ở dưới Minh Ti để thấy cái tinh thần của Ngô Tử Văn có bị lung lay trước cái hình ảnh này đâu, trước những cái khung cảnh của âm phủ, trước những cái hình phạt, trước những cái đối xử mà Minh Ti dành cho Ngô Tử Văn là dùng thùng lớn này, dùng gông dài. Vậy qua đây chúng ta thấy được rằng cảnh âm phủ đã thể hiện được cái bút pháp nghệ thuật sự ảnh kỳ ảo, kỳ tài của Nguyễn Dữ. Và qua cảnh được miêu tả từ xa đến gần, từ trên xuống thấp, từ ngoài vào trong, tất nhiên là ở mọi phương diện, ở mọi khía cạnh, để chúng ta thấy tất cả cái khung cảnh, tất cả những yếu tố trong khung cảnh đấy để hiện lên cái sự rùng rợn, là một cái chốn địa ngục khủng khiếp. Bởi vì những cái ai có tội nặng, cực kỳ nặng, sẽ bị lôi xuống âm phủ phán xét, đúng không? Đấy chính là cái quan niệm của dân gian ngày xưa. Và tất cả những cái sự khủng khiếp, những cái sự ghê sợ, những cái sự to lớn, dữ dội đấy nhằm để uy hiếp tinh thần, tạo ra cho thế bất lợi của Ngô Tử Văn. Và như chúng ta đã biết thì ở phần đầu, tác giả giới thiệu Ngô Tử Văn là một người khẳng khái, cương trực. Liệu tất cả những cái điều này có đe dọa được Ngô Tử Văn không? Thì chúng ta chuyển sang ý thứ hai, là cái cuộc xét xử Ngô Tử Văn ở dưới âm phủ. Trong cái cuộc xét xử này chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần của Ngô Tử Văn như thế nào. Thứ nhất là nguyên nhân cuộc xét xử này là do tên hồn ma Viên Bách Hộ họ Thôi kiện Ngô Tử Văn về tội đốt đền. Và thông qua cái việc kiện này cũng như là thông qua những cái sự kiện mà Thổ Công đã kể với Ngô Tử Văn về cái hồn ma tên tướng giặc này, cho chúng ta thấy rằng bản chất hắn ta vẫn là một cái tên tướng giặc độc ác, gian tà, lừa dối, sống thì cướp nước đất Việt, chết thì lại cướp đền của thần Việt. Vậy dù sống hay chết thì bản chất của tên tướng giặc này không hề thay đổi, vẫn là một tên gian tà. Cái nguyên nhân thứ hai là niềm tin của con người thời trung đại là sự phán xét thưởng phạt công minh. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là trong quan niệm người xưa, người ta tin rằng ai trong cái việc tội thưởng như thế nào sẽ có một cuộc phán xét, và người đứng đầu của phán xét đấy sẽ chỉ ra đâu là người bị tội, đâu là người bị hại, và chỉ đem lại cái sự công bằng. Và cái việc xét xử Ngô Tử Văn dưới phủ này sẽ cho chúng ta thấy ai ai cũng có một công bằng. Đấy là một cái ước mơ lớn nhất, không chỉ ở thời trung đại mà ngay ở trong cái thời kỳ sớm hơn là trong văn học dân gian, thì chúng ta đã thấy cái ước mơ về một cái thế giới công bằng đã được tồn tại rất từ lâu. Cái tiếp theo ở trong cái cuộc xét xử đó chính là diễn biến. Ở đây cô chia làm hai chặng, chúng ta sẽ tìm hiểu chặng đầu tiên là chặng thứ nhất. Ở chặng đầu tiên là cái bước đầu, khi mà Ngô Tử Văn bước vào cái âm ti, chúng ta sẽ quan sát hành động, thái độ của Ngô Tử Văn cũng như là thái độ, lời lẽ của hồn ma tên tướng giặc. Đầu tiên là Ngô Tử Văn, khi Ngô Tử Văn bị bắt giải xuống âm ti thì cái thái độ hành động như thế nào?
là một thái độ điềm nhiên không hề khiếp sợ, rùng rợn trước cảnh địa ngục và quỷ sứ đe dọa. Bởi vì bản thân chàng luôn luôn tin vào bản thân mình rằng cái hành động đốt đèn của mình là một hành động đúng đắn. Thế nên chàng không hề khiếp sợ những cái điều mà Minh Ti đang đưa ra để nhằm uy hiếp tinh thần chàng. Nếu đây là một con người khác, một con người không phải là cương trực, không phải là con người khẳng khái, không phải là một con người hành động dẹp tà vì chính nghĩa, thì ác hẳn xuống cái khung cảnh của Minh Ti này sẽ sợ hãi. Bên cạnh cái thái độ tinh thần này, chúng ta còn thấy được cái hành động của Ngô Tử Văn. Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng. Vậy chàng một mực kêu oan, đòi được phán xét minh bạch, công khai với lời lẽ cứng cỏi. Bởi những cái lời lẽ, cái thái độ tinh thần này cho chúng ta thấy rằng bản thân chàng vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào hành động của mình. Đối lập với Ngô Tử Văn, lời lẽ cứng cỏi, thái độ tinh thần điềm nhiên, thì cái thái độ lời lẽ của hồn ma tên tử giặc lại khác hẳn. Hắn ta tỏ vẻ khung núng hoa đất, đáng thương, đáng được bênh vực. Tên này bướng bỉnh ngoan cố, nếu không phán đoán cho rõ, chưa chắc nó đã chịu tội. Bên cạnh cái sự oan ức đáng thương mà hắn đang cố tỏ ra đấy, hắn còn ra vẻ nhún nhường để khép thêm cho Tử Văn tội ngoan cố bướng bỉnh. Ấy là ở trước vương phủ, hắn còn ghê gớm như thế, mồm năm miệng mười, đơm đặt bịa tạc, huống hồ ở một nơi đền miếu hiệu quạnh hiu, hắn sợ gì mà không dám cho một mồi lửa. Chúng ta có thể thấy bản chất của hắn ta vẫn là một tên gian tà lừa dối. Ngay cả đứng trước ở Minh Ti, đứng trước một cái cuộc xét xử công bằng, hắn ta vẫn tỏ ra cái bản chất, vẫn thực hiện những cái hành động, lời lẽ, thái độ để những người xung quanh thấy, biết rõ được cái bản chất, cái sự việc của hắn. Đây chính là cái chặng thứ nhất ở trong cái cuộc đối chất. Chuyển sang chặng thứ hai, đây là cái chặng mà lúc này khi mà Diêm Vương đưa người xuống đền Tản Viên để xin cái giấy chứng thực. Đầu tiên là hai người cãi cọ với nhau không phân trái phải. Đây là cuộc cãi cọ giữa Tử Văn với cả hồn ma tên tướng giặc. Khi mà hai người cãi cọ không phân được trái phải này, Diêm Vương bắt đầu sinh nghi. Để giải quyết cái niềm sinh nghi này của Diêm Vương, thì Tử Văn đã xin đem giấy đến đền Tản Viên để chứng thực. Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đem tư giấy đến đền Tản Viên để hỏi. Nếu không đúng như thế, tôi xin chịu thêm cái tội nói càn. Qua cái việc này, chúng ta sẽ thấy rằng bản thân Ngô Tử Văn chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ tin cái việc mình làm là sai. Và cái việc đến đền Tản Viên xin chứng thực này, cũng là một cái kế của Thổ Công mách cho Ngô Tử Văn. Lúc này Thổ Công đã tình nguyện đứng ra làm nhân chứng thứ ba, làm kẻ ngoài cuộc, là một người khách quan để giúp cái cuộc phán xét cuộc xét xử này trở nên công bằng hơn. Và khi nghe đến cái việc đến đền Tản Viên chứng thực này, thì tên hồn ma lúc này bắt đầu lo sợ, đạo đức giả cầu xin giảm án cho Tử Văn. Gã kia một kẻ học trò thật là ngu bướng quá đáng tội lắm, nhưng đã trách mắng như vậy cũng đủ răn đe rồi. Xin đại vương khoan dung tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi, chẳng cần đòi hỏi dây dưa. Nếu thẳng tay trị tội nó, sợ hại đến cái đức hiếu sinh. Lúc này hắn bắt đầu sợ sệt, sợ cái bản chất của mình sẽ bị lộ ra. Thế nhưng Diêm Vương đã không đồng ý với cái cách xử lý của hắn là tha tội cho Ngô Tử Văn lúc bấy giờ. Bởi vì Diêm Vương nghi ngờ, muốn chứng minh rằng, muốn bản thân ngài đang muốn chứng minh rằng điều nào đúng, điều nào sai, nên đã cho người đến đền Tản Viên chứng thực. Và khi đến đền Tản Viên chứng thực, thì sai nhân về tâu nhất nhất đúng lời Tử Văn. Lúc này Diêm Vương đã mắng: lũ các ngươi chia tòa sở giữ chức sự, cầm lệnh chí công, làm phép chí công, thưởng thì xứng đáng mà không thiên vị, phạt thì đích sáng mà không nghiệt ngã, vậy mà còn có sự dối trá càn bậy như thế. Huống chi về đời nhà Hán,
nhà đường còn buôn bán quan à còn buôn quan bán ngục thì những mối tệ còn nói sao hết được. Lúc này Diêm Vương đã nhận ra cái bản chất của hồn ma tên tướng giặc, không chỉ vậy còn bản chất của những người đã ăn tham của nút lót của tên này. Vậy kết quả cái cuộc xét xử, cái kết quả của cái cuộc xét xử Ngô Tử Văn dưới âm phủ như sau. Về Ngô Tử Văn, chàng thắng kiện được sống lại, chắc chắn rồi. Cái thứ hai là chàng giành lại được đền thờ và danh dự cho thổ công nước Việt. Giành lại chúng cái thứ vốn có sẵn của dân tộc Việt Nam về dân tộc Việt Nam. Cái thứ ba là trừ được mối họa cho dân, nhận được một phần xôi lợi dân cúng tế. Cái việc trừ được một mối họa cho dân này là điều khiến Ngô Tử Văn sung sướng nhất, bởi vì bản chất của chàng, bản tính của chàng, tính cách của chàng là không chịu được cái sự gian tà, nhìn thấy cái sự việc bức bối không chịu được. Thế nên là khi mà chàng đã trừ họa được một mối họa cho dân thì bản thân trong lòng chàng vô cùng sung sướng. Cái tiếp theo là được nhận chức phán sự đền tản viên. Cái việc này là được thổ công đề xướng. Còn về phía tên hồn ma tên tướng giặc thì có những hậu quả, kết quả dành xứng đáng dành cho hắn. Thứ nhất là bị vạch trần tội ác và bản chất xảo trá tham lam. Thứ hai là bị lồng sắt chụp vào đầu, khẩu gỗ nhét vào miệng, bị đầy vào một cửu u. Kem thế đây là cái hình phạt rất là độc ác ở dưới âm phủ. Và qua cái hình phạt độc ác dưới âm phủ dành cho hồn ma tên tướng giặc này cũng thể hiện được cái quan niệm của dân gian ở trong thời kỳ trung đại. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt và bị trừng phạt những cái hình phạt kinh khủng nhất thì sẽ được áp dụng lên cái kẻ mang trong mình tội ác. Cái thứ ba là ngôi mộ bị bật tung lên, hải cốt tan tành như cám. Bản thân người chết đến cái ngôi mộ hắn còn không giữ được, tức nghĩa là mọi hình phạt kinh khủng nhất, to lớn nhất đều dành cho hồn ma tên tướng giặc, bởi vì bản chất tham lam của hắn bây giờ đã được vạch trần ra. Và khi mà nhìn những cái kết quả dành cho Ngô Tử Văn cũng như hồn ma tên tướng giặc, chúng ta thấy rằng cái cuộc phán xét ở dưới Minh Tư Y này đã thực hiện được cái sứ mệnh của nó là chỉ ra được người vô tội, chỉ ra được kẻ có tội. Ban đầu trong cái cuộc xét xử này, Ngô Tử Văn là kẻ có tội đã bị hồn ma tên tướng giặc báo cáo kiện. Thế nhưng thông qua cái sự cương trực, thông qua cái sự khẳng khái và thông qua cái niềm tin vào cái hành động của mình thì Ngô Tử Văn đã biến mình thành người kiện cáo, kiện tên hồn ma tên tướng giặc là người có tội. Và cái cuộc phán xét này đã thành công khi chỉ ra được Ngô Tử Văn là người vô tội và chỉ ra hồn ma tên tướng giặc là người có tội. Tiếp nối cái hậu quả, cái kết quả thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của việc Diêm Vương xử kiện. Đầu tiên, đương nhiên rồi, thể hiện niềm tin rằng sau khi chết, con người sẽ nhận phán xét nơi âm phủ về những việc mình đã làm khi còn sống. Những kẻ ác như hồn ma tên tướng giặc sẽ chịu những cái hình phạt kinh khủng nhất. Còn những người làm việc tốt như Ngô Tử Văn sẽ được đầu thai sang kiếp khác, đúng không? Cái thứ hai là thể hiện khát vọng công lý của nhân dân, khát vọng của một xã hội công bằng, bởi vì bản thân cái thể loại chuyện truyền kỳ là phản ánh hiện thực xã hội đương thời, mà hiện thực xã hội đương thời lúc thời điểm Nguyễn Dữ sống là một cái xã hội nhiều tệ nạn. Và cái khát vọng công lý của nhân dân là một cái niềm khát khao, không chỉ Nguyễn Dữ mà tất cả những con người dân lúc bấy giờ đều mong muốn về một xã hội công bằng. Cái thứ ba là nhằm đẩy xung đột kịch tính của chuyện đến cao trào. Đây là một câu chuyện có mở đầu, có thắt nút, có thắt nút, có cao trào. Và cái cuộc sự kiện này đã đẩy cái kịch tính giữa Ngô Tử Văn với hồn ma tên tướng giặc lên một cách cao trào. Và khi giải quyết cái sự cao trào mở nút bằng cách là Ngô Tử Văn thắng cũng đã thỏa mãn được không chỉ Nguyễn Dữ mà tất cả những cái người đọc, để thấy được cái sự công bằng này, cái sự công lý này sẽ thuộc về những cái người tốt, thuộc về những cái người thiện. Tiếp đến là làm nổi bật bản lĩnh và khí phách của Ngô Tử Văn. Đương nhiên rồi, khi mà xuống
âm phủ, Ngô Tử Văn vẫn giữ trong mình một thái độ điềm nhiên như khi đối mặt với cái tên hồn ma tướng giặc ở trần gian. Thì bản chất của chàng không hề thay đổi, cũng như tính cách của chàng không hề thay đổi, vẫn là một con người cương trực, thẳng thái, không hề lo sợ, bởi vì chàng tin rằng hành động của mình là một hành động đúng đắn, và đương hành động của chàng cũng và hành động của chàng hoàn toàn là một hành động đúng đắn. Cái cuối cùng, ý nghĩa to lớn, khuyên rằng con người nên sống và hành động theo lẽ phải, tránh làm điều ác. Đây là khuyên con người ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo, đúng không? Và qua đây chúng ta sẽ thấy được toàn bộ trên bảng là ý nghĩa của việc Diêm Vương xử kiện, đòi lại công bằng cho Ngô Tử Văn. Kết thúc cái cuộc đối chất ở Minh Ti của Ngô Tử Văn, chúng ta chuyển sang phần cuối cùng trong hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn, đó chính là Ngô Tử Văn nhận chức phán sự. Đầu tiên chúng ta phải hiểu chức phán sự là gì. Quan phán sự là chức quan xử án, là người thực thi công lý. Và Ngô Tử Văn được tiến cử những chức phán sự vì đã dũng cảm bảo vệ công lý chính nghĩa. Vậy tất nhiên là cái chức quan phán sự này hoàn toàn phù hợp với cả Ngô Tử Văn, về cả hành động lẫn tính cách của chàng như đã giới thiệu ở ban đầu, cũng như đã được trải qua, đã được chứng minh qua cái sự việc đốt đền, hành động đốt đền, đúng không? Và ý nghĩa của Ngô Tử Văn nhận cái chức phán sự này là gì? Đầu tiên, đây là phần thưởng cao quý xứng đáng cho người chính trực như Ngô Tử Văn. Em có công nhận điều này đúng không? Đương nhiên rồi, vì Ngô Tử Văn cương trực, chính trực, giành lại công bằng cho toàn bộ, cho nhân dân. Cái thứ hai là diệt trừ tận gốc thế lực xâm lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan khuất và phục hồi danh dự cho thổ thần đất Việt. Cái việc nhận được chức phán sự là đẩy lùi tất cả những cái thế lực xâm lược tàn ác đang cố tình níu chân lại trên đất Việt. Thì cái hành động này là diệt cỏ tận gốc, diệt trừ tất cả những cái mối lo từ cái thế lực bên ngoài, và cũng là làm tỏ nỗi oan khuất, phục hồi danh dự cho thổ công đất Việt. Cái thứ ba là khích lệ mọi người dũng cảm chống lại cái ác, bảo vệ công lý. Thì bản thân Ngô Tử Văn cũng như là một tấm gương sáng chiếu vào tất cả những người xung quanh, để những người xung quanh cảm thấy thôi thúc, thấy rằng bản thân mình cũng phải dũng cảm chống lại cái ác để bảo vệ công lý, đem lại sự công bằng cho mọi người. Thế vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn, và từ đây chúng ta có một tiểu kết nho nhỏ về chàng. Ngô Tử Văn, hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn đại diện cho chính nghĩa trong cuộc đấu trí cam go, không khoan nhượng với cái ác, từ đó gửi gắm niềm tin công lý chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà của nhân dân, của Nguyễn Dữ vào trong tác phẩm, thông qua tác phẩm. Và thông qua tác phẩm cũng như là thông qua hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn, chúng ta thấy được rất rõ nhiều hiện thực xã hội, cũng như là thấy rõ được những cái giá trị nhân đạo mà tác giả muốn gửi gắm. Để thấy rõ hơn thì chúng ta chuyển sang phần thứ hai là ý nghĩa tư tưởng của chuyện. Điều gì đã được Nguyễn Dữ gửi gắm thông qua tác phẩm này, thông qua chuyện chức phán sự đền tản viên? Đầu tiên chính là giá trị hiện thực. Nguyễn Dữ đã phản ánh xã hội đương thời đầy rẫy bất công, bọn quan lại quyền cường luôn tìm cách hại dân lành. Và cái chi tiết này đã được thể hiện thông qua những yếu tố ly kỳ kỳ ảo. Điển hình đó chính là tên hồn ma tướng giặc, cũng như là những viên quan ở dưới Minh Ti đã nhận cái sự hối lộ của hắn để cho hắn tiếp tục sống ở đất Việt. Cái thứ hai là lên án bọn giặc xâm lược gây ra bao tội ác cho người dân, không chỉ sống mà đến cả lúc chết rồi, cái bản chất gian tà, lừa dối, độc ác đấy vẫn còn tồn tại. Bên cạnh giá trị hiện thực, đó chính là giá trị nhân đạo. Đầu tiên là ca ngợi phẩm chất ngay thẳng của kẻ sĩ, ở đây chính là Ngô Tử Văn. Từ lúc giới thiệu cho đến việc tạo ra cái sự thắt nút đốt đền, cho đến sự cao trào và đến lúc mở nút, thì bản thân Ngô Tử Văn vẫn luôn mang trong mình cái phẩm chất ngay thẳng. Cái thứ hai là ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn cho con người. Đây chính là điều, cái giá trị cốt lõi nhân đạo mà tác giả muốn gửi gắm, không chỉ tác giả mà đấy chính là ước muốn của nhân dân ở mọi thời. Kết thúc phần 2, ý nghĩa tư tưởng của truyện cũng là kết thúc
phần 2 lớn, đọc hiểu văn bản. Vậy là cô và Kem đã cùng nhau tìm hiểu xong hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn được thể hiện thông qua những cái tình tiết mà tác giả đã gây dựng. Thông qua hình tượng Ngô Tử Văn đấy, chúng ta đã tìm ra được cái ý nghĩa tư tưởng của truyện, hai cái ý nghĩa tư tưởng lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Vậy bây giờ cô và Kem chuyển sang phần 3 lớn tổng kết để tìm ra những cái nội dung, cái nghệ thuật cốt lõi của tác phẩm này. Đầu tiên là về nội dung. Trong tác phẩm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là tính cách cương trực và dũng cảm của nhân vật Ngô Tử Văn. Nội dung thứ hai là khẳng định tinh thần dân tộc và sức mạnh chính nghĩa thắng gian tà. Đây chính là hai nội dung lớn. Bên cạnh nội dung, đó chính là nghệ thuật. Nghệ thuật đầu tiên là nghệ thuật kể chuyện. Điều này được thể hiện thông qua cái việc kết cấu chuyện giàu kịch tính với những cái tình tiết lôi cuốn mà tác giả Nguyễn Dũng đã xây dựng nên. Cái thứ hai là cách dẫn dắt chuyện khéo léo, cách kể và tả sinh động hấp dẫn. Cái thứ hai lớn, cái phần lớn ở trong nghệ thuật là nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật đặc sắc. Điều này được thể hiện thông qua lời dẫn chuyện của tác giả khi đã kể tả trực tiếp ngay ở phần mở đầu chuyện về tính cách của Ngô Tử Văn. Cái thứ hai là ngôn ngữ và hành động của nhân vật. Đương nhiên rồi, thông qua cái lời nói, cái hành động của Ngô Tử Văn, cái hành động đốt đèn, cái sự thẳng thắn, cái sự không sợ hãi khi mà đứng ở dưới Minh Ti đã cho chúng ta thấy bản chất cương trực khẳng khái của chàng. Hay là bản chất gian tà gian ác của hồn ma tên tướng giặc cũng được thể hiện thông qua ngôn ngữ và hành động của hắn ta. Điều thứ ba ở trong phần nghệ thuật đó chính là kết hợp giữa yếu tố kỳ và yếu tố thực. Điều này cho chúng ta thấy này, pháp kỳ ảo làm câu chuyện thêm hấp dẫn, tăng chất lãng mạn và trữ tình. Cái tiếp theo là bút pháp hiện thực tăng tính xác thực của câu chuyện, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Và bút pháp kỳ ảo, bút pháp hiện thực kết hợp với nhau đem lại cái nghệ thuật đặc sắc của thể loại của cái chuyện Chức Phán Sự Điền Tán Viên và của cái thể loại chuyện kỳ nói chung. Sau khi đã đưa ra những cái tổng kết ngắn gọn về nội dung và nghệ thuật thì bây giờ cô và các em chuyển sang phần tiếp theo của bài học, cũng như là cũng là cái phần cuối cùng bài học ngày hôm nay. Như thường lệ, đó chính là phần 4, luyện tập. Đề bài ngày hôm nay đó chính là phân tích ý nghĩa tư tưởng của chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên. Bây giờ cô sẽ đưa ra gợi ý cho các em. Đầu tiên, ý nghĩa tư tưởng của chuyện Đền Tản Viên là gì? Chúng ta phải khái quát ra được cái ý nghĩa đó. Thì đây, ý nghĩa tư tưởng đó chính là phê phán hiện thực xã hội, đề cao phẩm chất kẻ sĩ, đề cao tinh thần dân tộc và đề cao chính nghĩa thắng gian tà. Đây chính là ý nghĩa tư tưởng. Vậy bây giờ cái ý nghĩa tư tưởng này nó sẽ được thể hiện như thế nào thông qua tác phẩm? Thì cô sẽ tiếp tục đưa ra gợi ý. Đầu tiên là mượn cái kỳ để nói cái thực. Cái này các em nhận thấy rất rõ ở trong tác phẩm rồi. Thông qua những cái chi tiết kỳ ảo để tác giả phản ánh hiện thực. Cái cốt lõi hiện thực đấy là thể hiện được cái quan điểm, cái nhìn, cái quan niệm của tác giả đối với cái sự việc đó. Cái thứ hai là viên bại tướng họ Thôi. Thông qua cái nhân vật này và sau khi vạch trần được bộ mặt gian tà của không ít kẻ đương quyền quen dùng trước dối lừa, thích làm trò thả ngược và tố cáo hiện thực xã hội đương thời. Không qua chỉ một hình tượng nhân vật thôi mà tác giả đã vạch trần ra được rất nhiều thứ. Đầu tiên là bộ mặt gian tà, bản thân của tên viên tướng họ Thôi đã, bản chất của những kẻ giặc, của những tên giặc ngoại xâm sang xâm lược nước Việt Nam là bản chất gian tà, sang đây để cướp nước của nước Việt Nam đúng không? Cái thứ hai là qua cái viên tướng họ Thôi này, tác giả cũng vạch trần được những cái tên quan lại quen dùng trước những dối lừa, thích làm trò thảm ngược, tức là lợi dụng để vơ vét cái tài sản của nhân dân, cũng như là thích nhận cái của đút lót để thêm binh vực cho những cái kẻ đút lót của hắn ta. Và cái việc binh vực cho những kẻ đút lót đấy đã gây ra cái sự bất công bằng ở trong xã hội. Cái tiếp theo là nhân vật Ngô Tử Văn. Bên cạnh nhân vật Ngô Tử Văn thì tác giả đã cho chúng ta thấy hình tượng tiêu biểu của kẻ sĩ cương trực, khẳng khái, kiên quyết chống gian tà. Và đây chính là cái giá trị nhân đạo mà tác giả muốn khẳng định về những cái phẩm chất tốt đẹp mà tác giả muốn nhấn mạnh. Tiếp đến là đem tên bại tướng giặc làm đối tượng tố cáo để làm gì? Để đả kích. Nguyễn Du đã thể hiện sâu sắc cái tinh thần tự hào dân tộc, nước Việt là của dân Việt chứ không phải là của một kẻ ngoại xâm nào sang muốn xâm chiếm lấy. Và cái cuối cùng để thể hiện được cái ý nghĩa tư tưởng của toàn bài
tác giả đã kết thúc cái cuộc phán xét xét xử đấy bằng việc là thắng lợi thuộc về Tử Văn. Tất nhiên là chính nghĩa sẽ thắng gian tà và tinh thần dân tộc thắng ngoại xâm, công bằng được thực thi. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi bài giảng của cô. Chúc các em có một sức khỏe thật tốt và nhớ theo dõi những bài giảng lần sau.